chúng tôi tới một bờ sông và phải qua con sông khá rộng ấy. Chà, chúng tôi thở phào một hơi khoan khoái, chúng tôi sẽ được nghỉ ngơi trên thuyền. Một người đàn bà ngoại 40, ngồi cạnh một thằng bé chừng 8-9 tuổi, hướng mặt ra sông, đang vót tre bằng con dao nhọn. Thấy tiếng động, người ấy quay nhìn chúng tôi và có ý hớt hải, thu xếp các thứ rồi một tay cầm dao, một tay dắt con, nhảy xuống thuyền. Bà ta lay nhố vội vàng cải xào cắm chặt vào bùn rồi đẩy mạnh chiếc thuyền nan. Con thuyền trồng mũi lên trời, vỗ sóng đành đạch, nhảy trồm ra xa. Nhưng không hiểu sao tự nhiên nó quay lại ghé vào bờ. Đồng chí Việt Nam muốn chừng hiểu ý, nói, bà cho chúng tôi sang sông với chứ. Sáu người chở không nặng lắm đâu. Vâng, cháu ghé vào chỗ khô để các ông khỏi lấm dày. Chúng tôi xuống thuyền, ngồi thăng bằng thì thuyền quay mũi. Chúng tôi duỗi chân cho đỡ mỏi, rồi lấy thuốc lá ra hút chúng tôi nói chuyện với nhau về các khúc sông bên châu Âu. Gió hiu hiu lướt trên da chúng tôi mát rượi, sóng phản ánh vàng, mặt nước trói như gương, quá nửa bên này, yên lặng, thuyền tới chỗ chảy xiết. Chúng tôi phải vịn vào nhau để ngồi cho vững, bỗng tự nhiên con thuyền trong chành đảo lộn đi, hát thẳng bé con xuống nước. Đồng thời chúng tôi nghe tiếng bùm bục, người đàn bà tay cầm con dao nhọn đang xỉa đâm nát cả phía lái. Nước vươn vào và trong khoảnh khắc, cả chúng tôi băng ra giữa dòng trước thế nguy chúng tôi giữ bình tĩnh anh em phải cứu lấy đàn bà và trẻ con lệnh đưa ra chúng tôi hết sức chúng tôi chống nhau với sóng với xoáy để đuổi kịp những cái đầu lúc nhô lên lúc thụt xuống theo đà nước đỏ ngầu anh bảo tên việt nam của đồng chí đức đã nhanh tay ôm được thằng bé và cõng nó vào bờ còn chúng tôi đuổi theo người mẹ nhưng hễ nắm được cánh tay thì người đàn bà quái gở ấy lại dẫy rủa Hình như muốn chạy trốn, nhưng không thể, chúng tôi phải cứu và sau hết, bà ta cũng được dìu vào bờ. Chúng tôi đặt hai mẹ con nằm trên cỏ, súng lại chữa. Cả hai người đã nôn ra được nhiều nước và đã thở được đều. Chừng nửa giờ sau, bà lái đò mới mở đôi mắt mệt nhọc nhìn chúng tôi, thở dài, nhắm mắt lại. Biết rằng bà ta đã tỉnh, đồng chí Việt Nam hỏi, tại làm sao bà nỡ xử với chúng tôi như thế? Họ là người Pháp chúng tôi không chờ cho giặc, chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, đồng chí Việt Nam mỉm cười, các đồng chí này không phải là người Pháp mà người châu Âu, giúp chính phủ ta đánh Pháp đấy bà. Bà lái đỏ uể oải nhìn chúng tôi một lượt, rồi không hiểu bà ta có tin hay không, lại thấy bà ta nhắm mắt như trước. Thế nếu các đồng chí này là người Pháp, sao bà còn để xuống thuyền? Tôi cũng tính chảy, nhưng sau sực nghĩ ra là các ông có súng, không để các ông xuống cũng chết đằng nào cũng chết, thà tôi chết mà giết được tất cả có hơn không? Chúng tôi kinh ngạc nhìn nhau, đồng chí Việt Nam lắc đầu hồi hỏi, nhà bà ở đâu? Tôi không có nhà, chỉ có chiếc thuyền ấy, thế gia đình bà có những ai? Chúng tôi muốn vào thăm, tôi quá, chỉ có một thằng bé, bà thở mắt ra nhìn con, rồi cừ tay sờ chán và ngực nó. Thuật theo lời một đồng chí tiệp khắc tháng 8 năm 1948 chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe chuyện đọc trên kênh youtube của chúng tôi sự quan tâm và phản hồi tích cực từ các bạn là động lực lớn hy vọng qua câu chuyện chúng tôi đã mang lại những phút giây thư giãn và suy nghĩ sâu sắc mọi ý kiến đóng góp giúp chúng tôi ngày càng hoàn thiện hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận ý kiến của bạn chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những câu chuyện thú vị và ý nghĩa hơn nữa